Hold up. Và hey, xin chào tất cả các bạn, mình là Bugo đây. Và chào mừng các bạn đã trở lại với Minecraft Full Craft tập tiếp theo. Thì ok, thì hôm nay thì mình sẽ làm rất là nhiều việc. Không biết tại sao là tự nhiên hiện tại là mình lại có thêm một cái nón Noel. Mặc dù là skin mình đã có nón Noel rồi, các bạn có thể thấy. Có thể là do hôm nay Noel nên nó cho mình đợi nón Noel vậy thôi. Ok, ủa sao cái này ok, nó đã cường hóa lại rồi. Thì ok, trước khi bắt đầu vào video thì nếu các bạn thấy thích thì đừng quên để lại cho mình một like và một share để ủng hộ cho channel của mình. Còn thấy tốt hơn nữa thì các bạn có thể nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình. Thì hôm nay cái mắt bị lòi nó không còn ra. Hôm nay chúng ta bị mất cái mắt bị lòi rồi, thôi kệ đi. Tuy không có cái mắt cái lòi nhưng mà nó ngược lại nó cho mình cái nón Noel. Ok, rồi bây giờ là mình đã dọn. Bên đây mình chưa dọn xong nữa. Bum. Nhưng mình mới vừa chơi ngu rồi các bạn, mình đã mất hết rồi. Nhưng mà không sao, mình đã có 146 stack rồi. Đây các bạn có thể thấy là ở tập trước là chúng ta đã có một cái phòng để trồng thu hoạch neutron. Thì bây giờ mình sẽ tạo thử 100 cái. Wow, 100 thỏi mà nó tốn hết mình 8000 cái mảnh nhỏ rồi. Mảnh nhỏ nó sẽ tạo ra thành một cục nhỏ nó sẽ tạo ra một 9 cục nhỏ nó sẽ tạo ra một thỏi. Đó, nó tạo từ từ. Bây giờ đây, các bạn có thể thấy là cái phòng của mình đây, bây giờ nó rất là tuyệt vời luôn. Thì ở đây nó bị lệch qua cái phần trồng cây rồi nên là mình tạm thời hơi xấu. Nhưng mà bên trong cũng không sao, mình không có đi vào bên trong nhiều. Chúng ta ở bên ngoài nhìn thôi. Đây, các bạn có thể thấy là hiện tại là mình cho nó chạy xuống hết cái gương rồi. Là có nghĩa là nó sẽ chạy xuống hết đây nè. Ok, sorry các bạn. Đây, nó sẽ chạy vào cái chỗ refine storage unit này. Ok, thì hôm nay chúng ta sẽ làm gì? Thì mình mới cài một cái mod đó là Respawn Storage. Tại vì mình cảm thấy là nếu mà mình sử dụng nhiều cái crafter quá thì nó sẽ rất là tốn diện tích và mình không thích điều đó, nên là mình đã cài thêm cái mod Respawn Storage để nó có một cái khoang để chứa những cái công thức mình cần. Thì wow, mình cảm thấy không hài lòng vì ở đây nó có rất là nhiều bạn hiền. Ây da, đánh nhau hả? Phù thủy hả? Ây da, đau quá trời ơi. Ok, bây giờ là mình nghĩ là nên làm một cái phòng nó ở đâu đây ta? Ở bên đây thì khá là đẹp đấy. Tại vì mình sẽ đập bể hết mấy cái này, mình sẽ bỏ vào bên kia. Ây da, nó đang bị ấy. Rồi, thì chúng ta sẽ chỉ chờ lại những cái Sonderer thôi. Như bên Sky Factory, bây giờ chúng ta sẽ làm lại chỗ này. Ở đây thì mình cần một cây gậy này. Và ở sau gút độc dữ vậy. Ok, ở đây vẫn có một chú zombie. Rồi, ở đây hơi tối nha. Ok, đập đi. Đập nhiều vô, đập nhiều vô. Ây da, ở đây cũng có hả? Ây da, ở đây cũng có thì đánh nó luôn. Rồi, ok, đập tiếp. Thì mình cũng không có quan trọng trong đây nên là chúng ta chỉ lấy những cái phần đá mịn thôi. Ây da, nó ở đây đông thế. Để mình cắm cái đuốc coi. Rồi, cái đuốc ở đây. Vô đây, đâu. Đánh nhau không? Rồi, ok. Và cái Respawn Storage thì mình vẫn chừa hai cái phần này để chúng ta xem thôi. Thì ở đây mình đã cài rồi, bây giờ chúng ta sẽ ra lấy công thức rồi chúng ta sẽ bắt đầu đi làm việc. Thì mình sẽ chán cái phần này lại luôn, mặc dù là nó sẽ rất là xấu nhưng mà thôi kệ, không quan tâm. Đó, che cái đống này lại. Hết đá mịn rồi, lấy đá mịn thêm đấy. Đang ok. Hư cây gậy của tôi luôn rồi. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ tạo một cây gậy mới stick. What, chỉ còn có một cây à? Wood đây. Ok, quăng vô stick hai cây diamond một cây. Rồi, cho hết mấy cái này vô đây, chúng ta hiện tại chưa cần. Đang đường cung. Ok, xong, quăng hết vô. Rồi, tiếp theo là chúng ta cần cái gì ta? Đây, mình hết đá mịn, quên. Đi lấy đá mịn cái, stone, băng. Rồi, mình làm một cái khoang chắc khoảng ít thôi, tại vì mình cũng đâu xài hết đâu. Ok, bây giờ chúng ta sẽ làm một cái khoang cỡ bao nhiêu đây nè. Đấy, bao nhiêu đây là vừa. Rồi, ok, cái phòng như thế này là vừa. Đấy,
Bự nhiêu đây là đủ chứa công thức rồi. Khi nào thiếu lắm thì mình sẽ mở rộng ra. Đấy. Rồi sau vô. Sau vô chúng ta sẽ có nhiều. Hai cái này ba rồi, lố rồi, lố rồi, lố rồi. Thôi ba cũng được, ba cũng được. Ok. Mình nghĩ là nên là như thế nào đây? Từ từ, từ từ. Đặt thêm cây đuốc ở đây. Rồi. Bắt đầu mở bự ra. Mở cao thì không sao mà không muốn mở nhiều. Rồi. Đây. 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 Ok, xong. Rồi, ngon. Ở đây. 1 2 1 2 3 là 3 đặt băng. Không biết tại sao mà nó bị lỗi hình ảnh rồi mình đập nó ra nó không ra mấy cái hình hình cục đá bị đập mà nó lại ra cái hình đó mấy cái hình màu tím á, cho nên là cảm thấy hơi buồn. Ok, bích lại chỗ này. Rồi trên đây chắc cũng bích là vừa rồi. Đây, đập thằng này đi. Rồi, bắt đầu. Ở đây mở rộng thêm ra. Thì ở đây chúng ta sẽ bắt đầu ăn đặt như thế này. Rồi, ngon. Bum 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 bum. Rồi. Ở đây. Ở đây xong. Vậy là chúng ta đang có một căn phòng chứa được khá là nhiều rồi, không cần nhiều đâu. Ngon. Ok, bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ lên lấy công thức ở đây luôn đi. Ở đây rồi, ở đây lấy được rồi. Và chúng ta còn thêm 40 cái 42 cái neutron collector. Thì cái này mình sẽ làm thêm một phòng mà trong tương lai, thì hiện tại thì mình chưa. Hiện tại chúng ta khá là bận rộn về những cái công việc mà mình đang làm ở đây. Rồi, xong. Đặt này lên đi. Đúng không? Rồi, ok, ổn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tới với cái mod Respawn Storage. Hôm nay chúng ta cần phải có mình cần phải tạo ra. Cái này chắc cỡ what? And right. Đừng nói hết rồi nha. Hết là không vui nha. Từ 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 từ. Thạch anh đâu? Thạch anh đâu? Đây. Ok, mình làm cỡ dài stack đi, quăng vô xài cho nó thoải mái. Thì giờ đa phần là nó xài sử dụng cái Enrite Test Iron không à. Ok. Làm cái khoan chắc cỡ 2 stack là đủ. Ok, đi vô đi vô đi vô. Đi vô. Ở đây là sẽ là một cái khoan. Cái máy hơi bị nhỏ. Đập bể cái này đi. Và ở trong, ủa sao nó lắc dữ vậy, mình đặt ra nó lắc kinh khủng luôn á. Ok. Ok. Đây. Đây là cái cỗ máy và tiếp theo là bây giờ mình làm cái phần tường. Làm như đây thôi là hả, cái trang chứa công thức các bạn có nhớ bên Sky Factory không, xài hả, xài thấy mệt mỏi luôn á. Đó, mình thấy như vậy nó tiện hơn chứ tạo nhiều cái crafter nó phê quá mình cảm thấy. Ok. Như vậy. Xong, băng 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 băng. Tạm thời cắm đuốc dưới đây đi. Ok, tiếp 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 tiếp. Đủ chưa? Mình cảm thấy là hoàn toàn đủ hết rồi đó. Chỉ cần đập bể hàng này rồi cắm đuốc trong đây từ từ. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ làm wow, dư quá trời luôn, làm cái này. Chúng ta sẽ cần nó lại thiếu à? Ok, thiếu thì cho, trời mấy cái này tôi dư mà ông ơi, xài thoải mái đi. Cái này cũng chắc cỡ what? Ra là vậy, thiếu cái này. Thiếu nhiều thế. Thiếu nhiều thì cho nhiều, trời sắc nhiều mà. Nhưng mà các bạn đừng có chủ quan nha, sau khi mà sau khi mà hả mình đụng tới cái mod mà những cái đồ mà siêu cấp siêu đẳng gì đó, mấy cái mod đó mình sợ lắm. Ok, cái này là tản nhiệt nè. Mấy cục này là mấy cục tản nhiệt nè các bạn. Ok. Ok. Đây. Đây là những cục tản nhiệt thì tạm thời mình sẽ đặt đặt như thế này. Để cho mình có đường ra. Rồi, bắt đầu bên đây. Mình có cái builder wand mà, tại sao không sử dụng? Hi hi. Rồi. Còn nữa. Chúng ta đi ra coi cái con dê này. Chúng ta còn phải bích luôn cái hướng này nè, đó. Chúng ta phải bích hết. Rồi, ok. Lâu rồi không làm mod này mình hay quên. Rồi tới phần ở dưới. Ok, làm thêm cỡ một stack là đủ rồi. Làm thêm cỡ 1 stack. Thiếu. Thiếu nhiều thế. Đây. Xong, băng 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 băng. Một stack nữa là đủ. Băng. Băng. Ok, chúng ta đã có một. What? Rồi. Từ đây trở đi mình sẽ sửa lại chỗ này và mình sẽ làm gọn lại nhiều thứ chứ tự nhiên nhiều cái crafter nó đuối quá. Tao không giết mày không được.
mày, hôm nay tao phải xét xanh rồi. Xin lỗi mày. Ok, tiếp. Mày, đây. Ok, bắt đập đuốc. Ok, bắt đầu. Ở đây thì hơi tối, lát các bạn thông cảm nha. Ok, tạm thời mình đặt ở đây đi. Rồi, tiếp theo là cái gì ta? Tiếp theo là chúng ta từ từ, bốn cái, ok, giữ như đây trước đi. Rồi, machine frame xong. Tiếp theo là tới cái này. Oh my god, chắc mình cần phải tạo ra thật là nhiều mấy cái này rồi. Nó tốn, cực kỳ tốn luôn các bạn ơi. Mình làm cỡ nhiều nhiều vô đi. Ok, sắt với lại thạch anh mình cũng còn khá nhiều, mong là đủ. Cái này làm cỡ wrapping CPU nè. Còn cái này là wrapping storage. Ok, CPU thì như là, theo mình nhớ là Storage CPU. Chết rồi, tôi làm sao đây, tôi quên rồi, lâu quá không làm rồi. Ok, bây giờ là Ok, cái này bây giờ mình sẽ chuẩn bị nguyên liệu rồi mình sẽ quay lại sau. Và ok, mình đã quay trở lại rồi đây. Thì hiện tại thì trời đang mưa rất là lớn, mình phải đi ngủ. Mình đã hiểu rồi. Thì bây giờ có hai cái option. Thì hiện tại thì mình nghĩ là chúng ta chỉ cần cái option đầu tiên thôi. Là cái option đầu tiên có nghĩa là mình sẽ cần nhiều cái crafting table, crafting CPU. Rồi chỉ cần một hàng crafting storage. Có nghĩa là sao? Cái crafting CPU nó sẽ tăng cho chúng ta cái tỷ lệ mà gia tăng cái phần mà truyền đồ hay là kiểu tạo cái vật phẩm nó grab lẻ, kiểu nó tạo lẻ. Còn cái crafting storage thì nó chỉ là tăng thêm cái lượng thôi. Cho nên crafting storage thì mình chỉ cần một hàng là đủ. Ok, storage một hàng, cái gì vậy? Lộn mà, ghi storage. Ok, cỡ nhiêu đây là đủ rồi, 41 là đủ rồi. 41 ở đây mình xài một hàng thôi. Tại vì là một lốc là tương ứng với lại một trang. Thì ở đây coi bao nhiêu. Ở đây là có 6, ở đây là 1, 2, 3, 4, 5. Thì 6 x 5 là 30. Thì chúng ta có tổng cộng là 30 trang. 30 trang đủ xài rồi. Ok, 30 trang. Còn toàn bộ mình sẽ dồn hết vào cái crafting này. Cái này nó sẽ tăng cho chúng ta cái tốc độ mà để tạo vật phẩm hay là gì đó. Bla bla bla. Ok, đó, càng nhiều càng tốt. Nó sẽ tạo rất là lẹ các bạn. Ok, đập bể thằng này đi. Và sau đó là chúng ta sẽ hết cái đó rồi hả. Crafting cái này là cái gì? Hit. Ok, 36. Xong. Bang. Bang. Ok, cuối cùng cũng đã xong. Đây, các bạn có thể thấy. Rồi, thì ở đây thì xong hết rồi đó. Các bạn có thể thấy là hồi nãy mình đặt 30 lốc cái crafting storage. Chúng ta có 30 trang. Đấy, chúng ta có 30 trang. Rồi, còn bao nhiêu là mình dồn vô thì nó sẽ tăng tốc độ chế tạo cho chúng ta. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cần cobblestone để mình làm đẹp cái chỗ này lại. Ở đây thì không có đẹp cho lắm. Ok. Đó. Đẹp không? Như vậy đẹp không ta? Vậy mình nghĩ là chắc vậy là ổn rồi. Rồi, ok. Lạ chổng là bị bích vĩnh viễn rồi đó. Và bây giờ thì mình nghĩ là rảnh, giờ mình đang rảnh rồi đó. Vậy là hả, hôm nay xong rồi. Và để xem coi chúng ta còn thiếu cái gì không. Quên, mình cũng quên nói với các bạn là hôm nay chúng ta sẽ làm một cái đường xuống dưới đây. Hiện tại thì mình làm như thế này đây. Rồi, bây giờ có thời gian rảnh thì mình làm luôn. Chúng ta sẽ làm có kính. Đây, mình xài kính gì ta? Mình xài quite clear đi. Ok, mình định làm ở đây giống như là một cái phòng thí nghiệm luôn á các bạn. Ok, đây. Đây, đập hết chỗ này đi. Đập hết, trả hết cho người. Ủa sao mình đập vậy lâu quá vậy? Mình đập vậy lẹ hơn. Đấy. Rồi, bum. Còn dư một cái. Xong. Ở đây chúng ta sẽ chơi kính cho nó đẹp. Mình nghĩ là chúng ta nên chơi cái phát sáng đi ha. Chứ kính này nó không phát sáng nhìn nó không có đẹp. Ok, bây giờ mình sẽ đi lên. Đập bể trước. Rồi. Đó, mình sẽ làm ở dưới đây có một cái tầng dưới nữa. Hiện tại thì chúng ta chưa xong. Bây giờ mình sẽ chèn mấy cái kính kia vô cái đã. Ây à, thật là tốn công đi đó mà. Mình đây, Rowstone, Glowstone. Ok, quăng vô. Mong hơn là nó làm lẹ chứ nó làm chậm là chết tôi rồi. Ok, xong. Quăng cái này vô nè. Cái này lapori không, hiện tại không cần cái này. Rồi thiếu cái gì nữa không? Rowstone đồ các kiểu.
Thì cột thì chúng ta vẫn Tyrion mà cứ thế mà tiến đây nha. Rồi chisel 2 stack. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành luôn. Mình sẽ làm mai mốt trong hầm này chúng ta sẽ làm nhiều thứ. Cái mình lo lắng nhất á là trời ơi. Cái mình lo lắng nhất là cái này này. Rồi bây giờ là băng đồng không. Cái mình lo lắng nhất là trời ơi sao mình bởi vậy mình sợ cái đập mạnh. Đó nó bị lố ở đây cho nên là trong tương lai là mình nghĩ là nên thu lại cái phần dưới đây nè. Cái phòng mấy cái phòng dưới đây mình sẽ thu lại. Rồi ok, bây giờ đặt nó lên đây. Đây chúng ta có một cái cột. Rồi đây. Bây giờ là đây. Xong, hay là bây giờ mình chèn kính trước đi. Chèn kính trước cho nó khỏe. Rồi, kính đâu? Đây. Băng. Ủa. Kính này mới đúng chứ. Như bảy rồi. Kính này không phải. Kính này này. Đó, sáng bóng liền. Nó bị lỗi. Chúng ta không thể sử dụng cái cây gậy đó được rồi. Chúng ta phải đắp bằng tay mới khổ nè. Ôi my god. Nigga you say what? Ok. Xong. Rồi. Cái hàng này như vậy luôn. Đây. Trời nó bị lỗi cái tester khổ quá. Rồi. Đặt. Xong. Đó. Chúng ta có thể nhìn ở bên dưới. Bên dưới rất là đẹp. Rồi. Xong lẽ nào lại. Ồ cái này mình đập được mà. Mình đập vậy nó lẹ hơn. Ồ vậy là tính ra mình đập hết nguyên khu luôn rồi. Trời nãy vậy mà nãy chi tỷ lệ đồ các kiểu nữa. Rồi. Đây. Đó tập hôm nay của chúng ta là có thêm một cái buồng chứa công thức thôi. Cũng không có gì gọi là. Không có gì gọi là hả. Gọi là. Rất là nghiêm trọng. Phần sàn. Phần trên đây hả? Phần trên đây thì mình nghĩ là nên làm một cái gì đó. Từ từ, mình đang tính. Ok. Rồi tới phần kính. Từ từ, hàng này nữa. Rồi phần kính. Băng. Thì tạm thời cứ mở rộng ra trước đi. Còn việc làm thì nếu mà mình thiếu chỗ thì mình cứ lôi xuống đây. Đó, cái phòng này là thu hoạch neutron này nè. Phòng này thu hoạch neutron. Rồi oh my god, không đủ rồi, ôi giời ơi, còn 36. Đây, lắc quá. Mỗi lần mà mình chèn mấy cái lốc này vô là nó lắc kinh khủng luôn. Đó, FBF tuột hả, tuột banh chành luôn. Đây. Và đây, xong, đập thằng này. Đẹp, còn này nữa, ok. Cái này từ từ. Ok. Wow, mình sử dụng Red Elevator luôn á các bạn. Đây, Red Elevator luôn. Ok. Elevator, còn hai cái. Ok. Hí hí, còn hai cái hí hí. Rồi. Một tầng xuống cỡ bao nhiêu ta? Xuống cỡ bao nhiêu đó là đủ rồi đó. Ok. Bây giờ mình sẽ xuống cỡ vô 3 lốc. Ok, 1 2 1 nè, 2 3 nè. Ok, đặt một cái dưới đây. Để coi. Ok, nó ở trên đây. Thì mình sẽ đập cái này. Ok. Tuyệt vời. Rồi, cắm đuốc. Xong. Rồi, bây giờ mở rộng. Băng. Cái này. Băng. Ok. Xong. Vậy là chúng ta có đường nhìn xuống đi lên đi xuống rồi. Đó. Ở đây nhìn được. Nhưng mà chúng ta chỉ nhìn với cái hướng như thế này thôi. Nó nhìn ở dưới coi nó có cái gì thôi. Chúng ta không thể nào mà ấy được. Rồi. Còn công việc bây giờ là chúng ta sẽ bắt đầu. Mình định á, là ở dưới mình sẽ chia theo nhiều đường đi, đường lối đi khác nhau. Ví dụ như thế này đây các bạn có thể thấy. Ở đây. Dưới đây. Thì mình sẽ chia ở đây là một đường đi. Ở đây là coi như là trung tâm cái sảnh đi. Rồi ở đây một đường đi. Đi sâu vô chúng ta sẽ có cái gì đó. Hey. Thì mình đang cần ý kiến của các bạn đó. Đó. Các bạn muốn mình làm cái gì bên dưới thì các bạn nhớ bình luận bên dưới nha. Đó, còn nhiều thứ chúng ta phải làm lắm. Còn bây giờ thì trang trí lại cái khúc này cái đã. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ôi chưa nó hả? 10. Bang. Đó, xong. Ok, bây giờ là kính. 2, 3, 4, 6. Ok, bên đây kính chưa? Bên đây có kính.
Bên đây cũng có kính. Bên đây có kính, ok, chỉ còn bên đây thôi. Cái này nó bị hư rồi. Không vui. Không vui tí nào. Bang 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 bang. Ok ok. Xong. Ba 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 ba. Hãy. Một căn phòng rất là tuyệt vời. Ok, còn bên đây nữa. Xong. Thì bên dưới hiện tại là mình chưa biết đang làm cái gì nè. Rồi, còn những cái công thức á thì mình sẽ chèn ở trong tập sau. À, coi như là ở tập sau thì mình các bạn sẽ chỉ cần mở cái đó lên là các bạn thấy tất cả những công thức mà mình cần, mình sẽ cho vào trong. À, quên nữa. Mình làm nhưng mà mình chưa nói dây, chết rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chạy xuống nói dây nè. Ok, vậy trước đi. Tạm thời vậy trước đây cái phòng. Rồi, đi lên lấy thêm ít kính nữa. À, ơi chết. Ok, kính đâu, lấy thêm ít kính nữa. Hey, đây. Xuống, và chúng ta sẵn sàng nói dây chưa? Cable 56. Các bạn đã sẵn sàng nói dây với mình chưa? Ok, bây giờ mình sẽ mở nè. Bây giờ đắp cái khu này lại trước đã. Bum, bum, bum. Cái này là phải xây bằng tay rồi, nó không cho mình xây bằng gậy rồi, khổ ghê. Ok. Bang, 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 bang. Đó, bây giờ là hả, thu hoạch neutron, thu hoạch rất là đã luôn các bạn. Ok, ở dưới là nó sẽ chia ra nhiều hướng để chúng ta đi. Bây giờ mình cần phải làm thêm hai cái này, nó khó chịu quá. Rồi, ok. Tiếp theo là bây giờ chúng ta sẽ gắn dây để nó đi vào cái máy. Ok, mình đã thấy cái máy rồi. Mình chỉ cần đi một ít dây thôi là đủ. Ok, chúng ta đã thấy dây. Và công việc tiếp theo là đi dây. Đi dây bên trong tường. À, đi dây bên trong tường, các bạn sẽ thấy cái vẻ đẹp của nó. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu lắp lại. Cái này chắc không cần lắp. Ok, bây giờ mình chỉ cần lắp cái này thôi. Bưng lắp cái này luôn. Đây, đây. Xong. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ thử nghiệm với lại cái công thức Vanilla Minecraft. Bây giờ mình muốn tạo một cái piston đi. Ở phần trên, quên. Chúng ta cần một cái piston. Không có. Ở đây có một cái piston. Đây. À, piston chứ không phải là piston. Đây. Ví dụ mình muốn tạo cái công thức như thế này, mình sẽ cần quăng nó xuống dưới đây. Ví dụ nha. Hiện tại mình đang ví dụ. Ok. Và chạy qua đây. Như chữ piston. Yeah. Chúng ta đã hoàn thành rồi. Tạo 10 cái. Wow. Nó tạo cực kỳ lẹ luôn á. Đó là cái lý do mà mình càng nhiều cái crafting cái crafting CPU này nè. Càng nhiều cái crafting CPU thì nó tạo cực kỳ lẹ luôn. Ví dụ các bạn muốn tạo những cái món gì mà những cái lốc gì hay là những cái vật phẩm gì mà nó lên tới số là hàng trăm, hàng triệu, hàng ngàn á, thì cái crafting CPU càng nhiều nó sẽ giúp rất là giúp ích cho các bạn. Còn cái việc mà crafting storage á, mình nghĩ là cỡ 30 lốc là chúng ta đã xài dư rồi. Bên Sky Factory mình cũng xài có mười mấy, hai mấy là phê rồi. Ok, chỉ cần 30 trang là chúng ta đủ rồi. Khi nào mà mình cảm thấy không ổn á, thì ở đây chúng ta có thêm một khu nè. Nhưng mà hiện tại thì khu này mình chưa biết làm gì. Ok, thì mình sẽ dọn lại khu này. Sau đó mình sẽ đem hết tất cả những cái vanilla vào trong một gương. Rồi tất cả những cái mod nào đó mình sẽ chia theo tỷ lệ. Còn những cái solderer thì mình sẽ thiết kế lại sau. Ok, thì video này cũng đã dài rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Nếu các bạn thích thì đừng quên để lại cho mình một like và một share để ủng hộ cho channel của mình. Còn thấy tốt hơn nữa thì các bạn có thể nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.